Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thống kê trong di sản mà Bác để lại có tới gần 50 bài viết bàn về vấn đề đạo đức. Và chính bản thân người là một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Cụ thể tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là gì? Và trong tình hình mới hiện nay, người cán bộ đảng viên cần học và làm theo Bác về điều này ra sao? Đây chính là nội dung chương trình sẽ đề cập. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có mời tới trường quay Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó trưởng khoa xây dựng đảng, Học viện Chính trị khu vực 2 sẽ cùng trao đổi về nội dung này. Lời nói đầu tiên xin được cảm ơn Tiến sĩ Vũ Trung Kiên đã nhận lời mời tham gia cùng với chương trình. Thưa Tiến sĩ, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng. Cụ thể thì nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là gì? Tiến sĩ có thể chia sẻ để quý khán giả đang xem chương trình hiểu hơn ạ. Khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chúng ta không chỉ nói về một cái nhà chính trị, một cái nhà tư tưởng lỗi lạc, mà chúng ta còn nói về một cái nhà hành động cách mạng mà lời nói và việc làm bao giờ cũng thống nhất với nhau. Ở trong đó có những cái tư duy, cái tư tưởng rất đặc sắc. Ở trong đó có cái quan điểm về đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức cách mạng là cái gốc, là cái nền tảng của người cách mạng. Và nó bắt nguồn từ cái chức năng điều chỉnh suy nghĩ hành vi của con người. Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Và người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Chúng ta đều biết là Chủ tịch Hồ Chí Minh là cái con người mà với những cái tư duy rất đặc biệt. Tất cả những cái hình tượng mà người nêu ra đấy thì nó rất dễ để cho chúng ta học và chúng ta hiểu, chúng ta làm theo. Những cái gì mà nó phức tạp thì người có thể làm cho nó đơn giản lại. Và những cái gì đơn giản rồi đấy, thì người làm cho nó đơn giản hơn. Nhưng mà rõ ràng là trong tư tưởng Hồ Chí Minh đấy, đạo đức cách mạng khái quát ở trên 4 cái điểm chánh yếu. Một là trung với nước, hiếu với dân. Thứ hai đấy là yêu thương con người. Thứ ba đấy là cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư. Và thứ tư đó là tinh thần quốc tế trong sáng. Chính là 4 cái điểm chánh yếu về nội dung đạo đức cách mạng của Bác Hồ. Như Tiến sĩ vừa chia sẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến mặt đạo đức của người cán bộ đảng viên. Song người cũng không coi nhẹ tài năng, người luôn đánh giá cao cả hai mặt đức và tài ở mỗi người. Đây có thể xem là một trong những tư tưởng đặc sắc của Hồ Chí Minh. Theo Tiến sĩ thì quan điểm này Bác Hồ muốn nhấn mạnh điều gì ạ? Khi nói về vấn đề tài đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh đấy, thì có lẽ chúng ta lại phải nhìn lại toàn bộ quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam đấy, cho tới khi người trên cương vị là Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì chúng ta thấy là Hồ Chí Minh rất quan tâm đến cái giáo dục đạo đức, nhưng mà người cũng đặc biệt quan tâm tới cái trí tuệ, cái trình độ của đội ngũ cán bộ đảng viên. Tôi nhớ người có nói một cái câu nói nổi tiếng đấy, đó là có tài mà không có đức là người vô dụng, nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Rõ ràng là Hồ Chí Minh quan tâm cả tài và đức. Và chúng ta hình dung đấy là trong tư tưởng của Bác Hồ thì tài và đức nó giống như hai cái cánh của một con chim và nó không thể thiếu nhau. Dù là một cái nhà đạo đức cách mạng và quan tâm tới vấn đề giáo dục đạo đức, nhưng mà ngay khi nước nhà mới giành được độc lập thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tự tay mình viết chiếu cầu hiền, tức là tìm những cái người có năng lực, có trí tuệ để ra gánh vác việc nước. Đặc biệt đấy là trong chánh phủ liên hiệp ở kháng chiến Việt Nam thành lập ngày 2 tháng 3 năm 1946. Đó là cái chánh phủ đầu tiên được bầu ra sau cái ngày bầu cử Quốc hội khóa 1 ngày 6 tháng 1 năm 1946. Thì chúng ta thấy ở đó rất nhiều các nhân vật là những nhà trí thức lớn. Từ ông Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Quân sự hội cũng là một trí thức lớn, cho tới cụ Huỳnh Thúc Kháng, tiến sĩ văn học Triều Thành Thái năm 1904,
hay là luật sư Phan Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vốn là Bộ trưởng Bộ Thanh niên của Chính phủ Trần Trọng Kim, rất nhiều những cái trí thức lớn khác tham gia trong Chính phủ Hồ Chí Minh. Nói như thế để chúng ta thấy là Hồ Chí Minh đề cao vấn đề đạo đức, nhưng người cũng đề cao vấn đề trí tuệ. Và đó là hai cái nội dung song song mà suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn yêu cầu cái đội ngũ cán bộ đảng viên phải đảm bảo được cả hai cái yếu tố ấy. Đó là cái hài hòa giữa cái đức và cái tài. Có thể thấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong muốn đội ngũ cán bộ đảng viên phải thật sự vừa hồng vừa chuyên. Chính vì vậy, người đặc biệt quan tâm tới việc phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Vậy thì tiến sĩ có thể nói rõ hơn về quan điểm của người về cuộc đấu tranh này ạ? Là ngay từ đại hội lần thứ 11 của Đảng, Hội nghị Trung ương 4 thì Đảng có ban hành cái nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong đó có nêu ra 27 cái biểu hiện. Có 9 cái biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 cái biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống và 9 cái biểu hiện tự diễn biến và tự chuyển hóa. Thực ra lúc sinh thời đấy thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chưa bàn sâu về cái chuyện mà bây giờ chúng ta nói, đó là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống hay là những cái biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nhưng mà rõ ràng là người đã quan tâm tới cái việc là rèn luyện tư cách của cán bộ đảng viên từ rất sớm. Tôi nhớ là trong cái bức thư gửi cho các kỳ huyện, tỉnh và làng năm 1945, tức là không lâu sau khi nước nhà vừa giành được độc lập, và Chủ tịch Hồ Chí Minh có chỉ ra rất nhiều những cái biểu hiện, đó là cái bệnh cậy quyền, chia rẽ, tư túng, vân vân, thì chúng ta tạm hiểu đấy là những cái tư duy đầu tiên của Bác Hồ về phòng chống cái suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Sau này trong một tác phẩm đặc biệt viết năm 1947 với một cái tiêu đề đó là sửa đổi lối làm việc, thì nếu bây giờ chúng ta đọc lại cái sửa đổi lối làm việc thì có lẽ là chúng ta vô cùng bất ngờ với những cái tầm dự báo vượt thời đại của Bác, đặc biệt là những cái cảnh báo để cho đội ngũ cán bộ đảng viên, các tổ chức đảng khắc phục những cái sai lầm, khuyết điểm của mình. Bác có nói là mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng, và ta phải biết làm cho cái phần tốt ở mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân, và cái phần xấu dần mất đi. Đó là thái độ của người cách mạng. Vậy theo tiến sĩ, học và làm theo Bác về điều này, người cán bộ đảng viên phải làm gì để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới ạ? Sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói đấy là gì? Đó là đạo đức cách mạng không phải từ trên trời xa xuống, nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cho nên nếu chúng ta nhìn lại cái thời gian vừa qua đấy, thì chúng ta thấy là những cái thành tựu của đất nước ngày hôm nay chắc chắn nó có cái công sức của những cái người cán bộ đảng viên vừa có tài năng mà vừa đau đáu về cái số phận của đất nước và cái vận mệnh của dân tộc mình. Rất nhiều những người hiện nay vẫn đang hàng ngày hàng giờ đóng góp âm thầm cho xã hội, đặc biệt là những cái chiến sĩ bộ đội công an ở vùng sâu vùng xa, hoạt động trong những cái lĩnh vực nguy hiểm, cho tới các quý thầy cô giáo, những cái nhân viên y tế. Thì tất cả những cái đóng góp của rất nhiều người ấy hiện nay chúng ta gọi đấy là vì lợi ích quốc gia dân tộc. Và chúng tôi nghĩ rằng là vì lợi ích quốc gia dân tộc chính là ai ở cương vị nào thì hãy làm tốt nhiệm vụ của mình trên cương vị ấy và giữ gìn hình ảnh cho đất nước. Và những người cán bộ đảng viên ấy cần phải tiên phong gương mẫu trong cái việc ấy. Bởi vì Bác có nói là các dân tộc ở phương Đông sống thiên về tình cảm, cho nên một tấm gương sống có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền, và muốn cho người ta theo thì mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Vũ Trung Kiên trong chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, rõ ràng điều mà Bác Hồ mong muốn chính là đội ngũ cán bộ đảng viên phải vừa hồng vừa chuyên, tức là phải có phẩm chất đạo đức và tri thức kỹ năng. Có như vậy mới có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Và đến đây thì thời lượng của chương trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tuần này xin phép được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.